Liên quan đến vụ chồng sát hại vợ rồi ra đầu thú, ngày 27 tháng 7, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nghi can Trần Hữu Phúc, sinh năm 2001, ngụ tỉnh An Giang, trú thành phố Thủ Đức đã tử vong. Công an thành phố Thủ Đức cho biết, sau khi sát hại người vợ sinh năm 1999 trong phòng trọ ở thành phố Thủ Đức, nghi can Phúc trốn về quê ở tỉnh An Giang, sau đó tới công an địa phương để đầu thú. Tại đây, nghi can khai nhận hành vi phạm tội và có nói là trước đó đã uống thuốc trừ sâu để tự tử. Ngay sau đó, công an đã đưa Phúc tới bệnh viện để kiểm tra và cấp cứu điều trị nhưng nghi can đã tử vong. Trước đó, tối ngày 24 tháng 7, bà T, sinh năm 1980, ngụ thành phố Thủ Đức, đi công việc về đến phòng trọ ở đường Ngô Chí Quốc, phường Bình Chiểu. Khi vào phòng trọ, bà phát hiện con gái mình nằm chết trên nệm nên báo công an. Mẹ nạn nhân cho biết, khoảng một tuần trước đó, Phúc có cự cãi và bóp cổ vợ thì được bà phát hiện nên can ngăn. Sau đó, Phúc uống thuốc trừ sâu để tự vẫn và được gia đình đưa đi cấp cứu ở bệnh viện.